Thưa quý khán giả, người bị nhiễm HIV/AIDS bên cạnh sự giúp đỡ từ cộng đồng thì gia đình là chỗ dựa vững chắc để họ sống vui, sống khỏe, sống có ích. Thế nhưng sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV trong gia đình vẫn còn, vô tình trở thành áp lực tâm lý và rào cản để họ hòa nhập với cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiểu phẩm sau. Mới đi mua một chút xíu mà mệt dễ sợ. Dựng xe đại đi con, đi vô nhà nè. Dạ. Vô đây. Ê, để xa chiếc xe tôi ra. Để xa ra. Ê, để xa chiếc tôi ra. Đi ra. Ủa, sao nào giờ anh có đụng vô đồ của em đâu? Sao nay em làm gì ghê vậy? Thì hồi đó khác, bây giờ khác. Ngày xưa là chưa có bị nhiễm, bây giờ bị nhiễm rồi phải đề phòng chứ. Em vừa phải thôi nha. Sao dạo này em hay xách mé anh quá vậy? Anh biết anh là người mang bệnh đúng không? Anh là nỗi xấu hổ của cả gia đình này mà. Thôi 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 thôi, con đừng có nóng giận. Tại em con nó còn nhỏ, nó chưa có hiểu chuyện. Thôi con đi vô nghỉ ngơi đi ha. Thôi vô nghỉ đi, em còn nhỏ. Thu à, dù anh con có bệnh thì cũng là anh con, là con của dì mà. Sao con nói kỳ cục vậy Thu? Anh em gì, có máu mủ gì đâu. Dì là dì, còn má là má. Nếu mà là anh em ruột á thì đâu có bị nhiễm HIV. Trời ơi, bệnh vậy mà cũng bị nhiễm được, đúng là ghê thiệt. Sao con có thể cư xử như vậy được hả Thu? Nếu như mà con không coi con của dì á như là anh hai của con á thì ít nhất con cũng coi như là người bình thường như cô Thu. Thôi đi, dì đừng có dài dòng nữa. Đã bị nhiễm HIV rồi mà còn mày đặt đòi làm người bình thường. Thu. Con không phụ gì bọn ta mà còn đụng chuyện là sao vậy? Ủa, chứ không phải ba cưới gì về á là để làm những cái chuyện này sao? Cái con này. Thôi thôi không sao đâu anh, em làm xong hết rồi. Hôm nay em có nấu nhiều món ngon cho anh ăn lắm nè. Tao ra ăn cơm đi con. Dạ, đây. Ăn đi. Con đề nghị á, lần sau là anh Tân riêng nha. Tại sao phải ăn riêng? Nó có gia đình đâu mà ăn riêng. Ảnh ai còn lấy ảnh ở đâu mà đòi có gia đình. Con nói cái gì vậy? Hả? Ba có hiểu á là ảnh bị mắc bệnh thế kỷ không? Là bệnh không thể chữa không? Đâu phải là bệnh cảm cúm ho nhức đầu bình thường như triệu triệu người khác đâu. Bệnh của ảnh á là bị xã hội lên án, tẩy chay. Ba hiểu không? Con kim đi! Ai nói con là HIV xã hội lên án tẩy chay? Con có biết là cả xã hội là chung tay lo cho những người HIV không? Do lo cho người ta sống vui, sống khỏe, sống có cho xã hội. Con là em mà con miệt thị anh mình vậy hả? Con học ở đâu cái thứ đó vậy hả? Tìm hiểu thông tin đâu lệch lạ vậy? Âu chỉ quá vậy? Thôi ba, em con nói cũng đúng á. Thật ra con là nỗi ô nhục của gia đình mình mà. Thôi, con đừng có nói như vậy. Dù con không phải là con ruột của ba, nhưng mà biết tánh của con mà. Con đâu phải là một đứa ăn chơi trác táng mà bị HIV. Như con nghĩ đó, có bao nhiêu người người ta bị HIV cũng sống tốt, sống khỏe đó. Có sao đâu. Mà tại sao con nghĩ với anh của mình như vậy hả? Đúng rồi đó anh. Hồi sáng em lên, em với con đi lên trển, người ta cũng tham vấn, người ta nói như vậy đó. Làm em trút được cái gánh nặng dễ sợ luôn vậy đó. Ba nghĩ cho ba, ba cũng phải nghĩ cho con chứ. Con gái ba xinh đẹp vậy nè, mà mang tiếng là sống chung với người bị nhiễm HIV, làm sao mà được? Nói chung là anh Tông là phải cách ly với mọi người. Sống với anh con là con xấu hổ lắm hả? Con nhục lắm hả? Thu à, em có biết bệnh HIV lây nhiễm qua những đường nào không? Anh hứa gia đình mình, anh sẽ bảo đảm an toàn cho mọi người mà. Thôi, ai dám tin lời mấy người, lỡ như một ngày nào đó dính vô bậy bạ là sao? Cô yên tĩnh đi nha, con càng ngày còn quá đáng đó. Con nói câu cuối cùng, ba mà không giải quyết chuyện này á, con đi cho ba coi nè. Ba cũng nói câu cuối cùng nè, Tân, ở nhà không đi đâu hết. Con kiên quyết á, là không sống chung với người bị nhiễm HIV. Hành động của con cũng đi không? Đi đi, đi đi, ba không cản. Thôi anh ơi, thôi. Để cho nó đi đi. Thôi được rồi ba ạ. Con thấy tốt nhất thì con nên đi khỏi gia đình mình. Không. Con phải đi. Con không đi đâu hết. Con đi thì gia đình mình mới được yên ấm, mới không có gây gổ nữa ba. Thôi con. Trời ơi, tự nhiên rút quả vô nhà. Đi.
qua sự kỳ thị và phân biệt đối xử của Thu trong tiểu phẩm vừa rồi đã cho thấy sự ích kỷ và thiếu hiểu biết về HIVS của Thu. Và để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với cử nhân Mai Lê Trân Châu đến từ Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bà, rất cảm ơn bà ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình. Thưa bà, xin bà có thể cho biết tại sao người ta lại nói những bệnh nhân bị HIVS thì gia đình chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho họ? Một cái điều đơn giản là khi chúng ta thấy không khỏe trong người hay chúng ta mắc một căn bệnh nào đó thì ai cũng muốn về nhà sống bên cạnh người thân, huống chi là người bị nhiễm HIVS. Có khi thì người nhiễm HIVS chưa có tổn thương gì về thể chất, nhưng mà là họ lại tổn thương rất là lớn về tinh thần, chẳng hạn như HIVS đã ảnh hưởng tới công việc, tới tương lai, tới tình cảm của họ. Và người khác thì lại có khi lại nhìn nhận họ là đã xảy ra một cái lỗi lầm nào đó, chẳng hạn như là tiêm chích ma túy hay là quan hệ tình dục không an toàn, và họ rất là bị tổn thương. Cho nên gia đình cần phải động viên người nhiễm HIVS để vượt qua những trở ngại đó. Thưa bà, và khi gia đình phát hiện có người bị nhiễm HIVS thì lúc này chúng ta nên làm gì ạ? Trước hết thì gia đình và cả người nhiễm HIV nên tìm hiểu kỹ các cái kiến thức về HIVS, đặc biệt là những đường không lây HIVS, để tránh sự e dè, sợ sệt khi mà tiếp xúc với người thân trong gia đình của mình. Và một điều cần tìm hiểu nữa là về các kỹ năng, kiến thức chăm sóc người nhiễm HIVS. Về vấn đề này thì có thể mời các anh chị ở khoa hỗ trợ tham vấn cộng đồng ở các trung tâm y tế dự phòng quận huyện đến làm mẫu một vài lần để gia đình học theo và chăm sóc lâu dài. Một điều rất là quan trọng nữa là người nhiễm HIV và gia đình nên thông cảm lẫn nhau. Tại vì người nhiễm HIV có thể là sẽ chạnh lòng khi thấy người nhà của mình dùng những cái trang phục bảo hộ để chăm sóc mình, ví dụ như là găng tay hay là khẩu trang. Còn người nhà có khi thì cũng thấy hơi e ngại một chút khi thấy người nhiễm HIV tiếp xúc thân mật với những người khác trong nhà, chẳng hạn như là ôm hôn em bé. Nhưng mà những cái sự e sợ ban đầu này có thể qua đi nếu mà gia đình thật sự yêu thương nhau. Và một điều khác thì khi mà rủi mà cái tin tức người nhiễm HIV lộ ra ở trong cộng đồng, trong hàng xóm, thì gia đình cùng với người nhiễm HIV nên cùng nhau vượt qua những cái kỳ thị có thể có lúc ban đầu. Và để giúp cho người nhiễm HIVS có được một cuộc sống bình thường thì lúc này gia đình và xã hội cần phải có sự phối hợp như thế nào để mang lại hiệu quả tốt nhất ạ? Điều chúng tôi thường hay nhắc đến là gia đình và xã hội nên xem người nhiễm HIV là họ đang mang một căn bệnh mãn tính giống như những căn bệnh mãn tính khác. Thì như vậy chúng ta vẫn tạo điều kiện cho họ sống, làm việc hay là học hành bình thường như những người khác nếu họ có khả năng và họ có sức khỏe. Không nên ngăn cản họ sống hòa nhập vào cộng đồng. Hiện giờ thì đang có một cái vấn đề là vấn đề đưa trẻ nhiễm HIV đến trường. Thì thật ra thì nhà trường không có ngăn cản các em đến trường, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng biết qua các phương tiện thông tin đại chúng thì có khi phụ huynh học sinh làm áp lực để cho trường cũng thấy khó xử, và chính gia đình các em mà bị nhiễm HIV đó cũng thấy khó xử, gây ra một sự trở ngại. Vì vậy ở đây thì mình nói là không phải nói gia đình người nhiễm HIV không, mà mình nói các cái gia đình khác và xã hội cũng nên tạo điều kiện cho các em được học hành giống như những trẻ em bình thường khác. Còn một vấn đề khác là vấn đề việc làm. Thì người nhiễm HIV được quyền làm việc giống như luật phòng chống AIDS đã quy định, chỉ có một vài cái nghề có liên quan tới máu, dịch tiết của bệnh nhân thì không có được làm thôi, mà trong đó nghề y không à. Còn tất cả các nghề khác đều được làm, do đó thì xã hội nên tạo điều kiện cho người nhiễm HIV làm việc đúng theo khả năng của mình. Và trong đó gia đình lại là một cái nguồn hỗ trợ rất là hiệu quả khi mà người nhiễm HIV có gặp những cái khó khăn ban đầu về vấn đề ứng xử hay là tâm lý tại nơi làm việc, thì không ai khác hơn là gia đình có thể an ủi, động viên họ vượt qua những cái trở ngại ban đầu đó. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ vừa rồi của bà.